thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã về tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Tổ trưởng Tổ số 1, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong 3 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 8,21%, thu ngân sách 16.200 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tạo việc làm mới cho trên 12.500 lao động, tăng 29%. Các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai tích cực, cải cách hành chính có sự chuyển biến rõ rệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố. Cử tri thành phố Hưng Yên có kiến nghị như đề nghị tỉnh, thành phố bố trí địa điểm làm nhà văn hóa cho bà con khu phố Điện Biên, phường Quang Trung, hiện vẫn phải hội họp nhờ nhà khách của di tích Đền Bà Chúa Kho, sớm giải phóng mặt bằng hai hộ dân để hoàn thiện thi công tuyến đường Nam Tiến, phường Hồng Châu đã khởi công từ tháng 11 năm trước, đến nay vẫn còn 100 mét, chưa có mặt bằng thi công. Đề nghị Hợp tác xã Điện Hùng Cường bàn giao lưới điện hạ áp về ngành điện quản lý, đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho người dân. Cùng với đó là một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai tại cơ sở. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố tiếp thu và có biện pháp giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh sự đồng thuận của cử tri cho công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và các cơ chế chính sách của tỉnh nói chung sẽ góp phần quan trọng để tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, từ đó tạo đà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.